Những cặp đôi hoàng đạo dễ trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng từ lần gặp gỡ đầu tiên có vai trò rất quan trọng đối với nhiều người. Có tạo được thiện cảm và thu hút được đối phương hay không sẽ chứng minh được giá trị của người đó trong mắt nửa kia. Có những cặp đôi hoàng đạo ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm mến nhau, thậm chí chúng luôn tiếng sét ái tình, có khả năng viết nên câu chuyện tình yêu lãng mạn ngọt ngào. Bạn có tò mò muốn biết đó là những cặp đôi hoàng đạo nào không? Hãy cùng Mật Ngữ 12 Chòm Sao tìm hiểu qua nội dung dưới đây nhé. 1. Cặp đôi Kim Ngưu và Market. Mật Ngữ 12 Chòm Sao bật mí, cả Kim Ngưu và Market đều nổi tiếng là những người điềm tĩnh, trầm mặc trong vòng tròn hoàng đạo. Họ vốn đều thuộc nhóm đất trong hệ hoàng đạo, nên cả Kim Ngưu và Market rất bình lặng và ít nói. Thậm chí hai chòm sao này còn tạo cảm giác khó gần trong những lần tiếp xúc đầu tiên với người khác giới. Tuy nhiên, điều ấy cũng không đủ để ngăn cản hai trái tim có chung nhịp đập. Cặp đôi Kim Ngưu và Market thu hút đối phương nhờ sự đồng điệu về mặt tâm hồn. Đây chính là cặp đôi hoàng đạo dễ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhất mà Mật Ngữ 12 Chòm Sao muốn tiết lộ. Sự kín đáo thâm trầm nhưng độc lập tự tin trong cách nói năng và tác phong hành động của Market khiến Kim Ngưu vốn hiền lành, nhút nhát cảm thấy ngưỡng mộ và chú ý ngay tức khắc. Kim Ngưu cảm thấy con người này có nhiều điều để mình học hỏi và có thể tìm hiểu sâu hơn. Trong khi Market kiệm lời cũng thấy Kim Ngưu hay xấu hổ và rụt rè, rất đáng yêu và có vẻ hòa hợp với mình. Vì Market vốn thích những người cư xử nền nã, nhẹ nhàng và khiêm tốn. 2. Cặp đôi Bạch Dương và Nhân Mã. Nếu như cặp đôi Market và Kim Ngưu trầm lắng bao nhiêu thì cặp đôi Bạch Dương và Nhân Mã lại sôi nổi và mạnh mẽ bấy nhiêu. Cả hai lúc nào cũng thẳng thắn, bộc lộ cá tính của mình trước mặt đối phương, không chút giả tạo, làm màu. Nét tính cách tâm đầu ý hợp đã xóa nhòa mọi khoảng cách, mang hai tâm hồn đến bên nhau, và chuyện họ cảm nắng nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên, là điều rất hợp logic, không có gì phải bàn cãi. Bạch Dương thì hồn nhiên, chân chất thẳng thắn, trong khi Nhân Mã thì vui tính, thoải mái và nhiệt tình. Ở bên nhau, cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ, có thể cùng nhau làm những chuyện điên rồ, mà không sợ bị ai soi mói, phê bình. Người ta thường nói rằng thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, quả không sai. Cặp đôi Bạch Dương Nhân Mã, một người tung, một người hứng, ở bên nhau sẽ tạo nên nguồn sức mạnh cũng như động lực kỳ diệu giúp nhau cùng tiến lên. Nếu về chung một nhà, đây sẽ là một trong những cặp đôi vô cùng hạnh phúc. 3. Cặp đôi Thiên Bình và Hổ Cáp. Mật Ngữ Chòm Sao cho hay, cặp đôi hoàng đạo dễ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nếu bỏ qua cái tên Thiên Bình và Hổ Cáp thì thật đáng tiếc. Theo đó, yếu tố chính tạo nên sự hấp dẫn giới tính thu hút lẫn nhau giữa hai chòm sao này chính là vẻ thanh lịch, điềm đạm của Thiên Bình và nét gợi cảm bí ẩn của Hổ Cáp. Vẻ ngoài bảnh bao, lịch thiệp cộng với phong thái ga lăng, ôn nhu, chu đáo của các chàng Thiên Bình sẽ làm các nàng Hổ Cáp đổ dạp. Trong khi đó, vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng và những hành động dịu dàng, thân thiện của một nàng Thiên Bình khiến cánh mày dâu cung hoàng đạo Hổ Cáp cũng đứng ngồi không yên. Ngược lại, vẻ nam tính, mạnh mẽ của chàng Hổ Cáp khiến các nàng Thiên Bình, dù có khó tính đến mấy, trái tim cũng phải tan chảy. Trong khi đó, nam nhân nào cũng sẽ phải ngả nón thán phục trước một quý cô Hổ Cáp vừa gợi cảm, nữ tính lại miệng lưỡi sắc bén. Cặp đôi hoàng đạo này ở bên nhau, hứa hẹn sẽ tạo nên những giây phút ngọt ngào, lãng mạn và mối quan hệ này cũng có triển vọng tiến xa nếu cả hai đều muốn gắn bó với nhau đến hết cuộc đời. 4. Cặp đôi Song Tử và Sư Tử. Xem bói tử vi, cả Song Tử và Sư Tử đều là những người có tài ăn nói, biết thu hút sự chú ý về mình, có cá tính riêng và không ngại thể hiện chính kiến của bản thân trong các cuộc tranh luận. Cặp đôi này rất dễ trúng tiếng sét ái tình trong lần đầu tiên gặp gỡ bởi mức độ hợp cạ trong ăn nói. Một Song Tử khéo ăn khéo nói và dí dỏm, luôn chiếm được thiện cảm từ mọi người và việc làm hài lòng. Một Sư Tử tự tin, thích được nịnh nọt tán dương, không có gì quá khó khăn. Trong khi đó, Song Tử vốn thích sự mới lạ và độc đáo cũng sẽ bị hấp dẫn trước khí chất bá đạo, kiêu hãnh và khó nắm bắt của Sư Tử. Sư Tử như luồng gió mới, mang đến những điều thú vị trong cuộc sống của Song Tử. Chỉ cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, bao dung và cùng sửa chữa những khuyết điểm cho nhau, cặp đôi này cũng hứa hẹn sẽ là cặp đôi hoàng đạo hạnh phúc. 5. Cặp đôi Nữ Song Ngư và Nam Cự Giải. Cặp cung hoàng đạo này có thể ngay lập tức cảm thấy yêu thích đối phương từ cái nhìn đầu tiên. Trên hết vì hai cung hoàng đạo này đều thuộc mệnh thủy và nhạy cảm như nhau nên họ có thể hiểu được tiếng lòng của đối phương hơn bất kỳ ai. Vào lần gặp gỡ đầu tiên, cô gái Song Ngư có thể cảm nhận được rằng Cự Giải chính là bạch mã hoàng tử của đời mình. Và đó là lý do cô nàng sẽ làm mọi cách để gây sự chú ý cũng như ấn tượng tốt với chàng trai đa tình Cự Giải.
6. Cặp đôi nữ song tử và nam bảo bình. Có vẻ như nữ song tử và nam bảo bình là hai cực hoàn toàn đối lập nhau. Trong khi đàn ông thuộc cung hoàng đạo bảo bình là những người trầm tính và khắc kỷ thì ngược lại phụ nữ song tử khá hòa đồng và thân thiện. Chính sự đối lập này lại là thỏi nam châm, hút hai cá thể này lại cạnh nhau. Vào những lần gặp gỡ cả hai sẽ có cảm giác tò mò cũng như cảm thấy vô cùng hứng thú với đối phương. Theo đó, những cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ được lên kế hoạch một cách cụ thể vì cả hai đều chắc chắn muốn gặp lại người kia. 7. Cặp đôi nữ cự giải và nam bọ cạp. Mối quan hệ giữa nữ cự giải và nam bọ cạp được đánh giá cao nhất trong các cặp đôi của cung hoàng đạo. Một người đàn ông bọ cạp sẽ bị thu hút bởi sự tốt bụng và trái tim mỏng manh của cô gái cự giải. Ngược lại, sự nhạy cảm của chàng trai bọ cạp cũng được cô nàng cự giải trân quý và tôn trọng. Và bằng chính tình cảm của mình, cả hai dễ dàng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Ở cạnh nhau, họ có xu hướng cố gắng hoàn thiện vì đối phương. Tình yêu của cặp đôi này không phải là thứ tình yêu nổi loạn cũng không quá phô trương, hào phóng. Tất cả những gì cả hai cần là sự chân thành, quan tâm và thấu hiểu. 8. Cặp đôi nữ kim ngưu và nam sử nữ. Trên thực tế, đàn ông thuộc cung hoàng đạo sử nữ là những người khó tính và khó thân thiết. Họ chấp nhận việc ở nhà một mình thay vì tụ tập ở ngoài. Đàn ông sử nữ cũng nghiêm túc và vô cùng lạnh lùng. Cho đến khi bắt gặp một cô nàng thuộc cung hoàng đạo kim ngưu thì bức tường chàng sử nữ xây dựng trước đó ngay lập tức bị sụp đổ. Và bằng một cách nào đó, anh chàng hiểu rằng đây chính là người phụ nữ anh tìm kiếm bấy lâu. Vì lẽ đó, nam sử nữ sẵn sàng vứt bỏ hình tượng để theo đuổi cô gái này. 9. Cặp đôi nữ nhân mã và nam song ngư. Sự kết hợp giữa một cô gái nhân mã và chàng trai song ngư được xem là điều tuyệt vời nhất. Không gì đẹp và lãng mạn bằng tình yêu của cặp đôi cung hoàng đạo này. Họ đều là những người sáng tạo và có tính trải nghiệm cao. Cả nhân mã lẫn song ngư đều hợp nhau trong khoản thích vẽ ra một câu chuyện đặc biệt theo cách riêng của mình. Cả hai ngay lập tức cảm thấy thu hút bởi cá tính đặc biệt của người kia. Sự phóng khoáng của cô nàng nhân mã ngay lập tức thu hút chàng trai đa tình song ngư. Và ngược lại, chính vẻ trầm mặc và nụ cười hiền dịu của chàng trai mệnh thủy khiến cô nàng tự do nhân mã đổ ngay tức thì. 10. Cặp đôi nữ thiên bình và nam bạch dương. Cũng giống như câu chuyện của một vài cặp đôi có tính cách trái ngược khác, nữ thiên bình và nam bạch dương tuy khác nhau về nhiều mặt nhưng lại thu hút đối phương một cách đặc biệt. Có thể nói, chính sự khác biệt lại là nhân tố vẽ nên chuyện tình nồng nhiệt của cặp cung hoàng đạo này. Cảm giác của cô gái thiên bình khi gặp một chàng trai bạch dương là sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Yêu một người đàn ông cung bạch dương đồng nghĩa với việc thiên bình phải tự mình chấm dứt những thói quen vốn dĩ của mình. Nhờ có chàng trai ấy mà cô gái mệnh hỏa có cơ hội nếm trải nhiều điều thú vị trong cuộc sống.